Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 69 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 69 này là Khoai lơ tờ ta, ta mạ nữ trụ bố. Khoai lơ tờ ta, ta mạ nữ trụ bố. Như vậy chủ đề này có nghĩa là gì nào? Khoai lơ là vui vẻ. Ta mạ là cái sai lớn, là cái cỡ lớn rồi nữ trù bố là một cái người nữ phát thanh hoặc là một cái người nữ mà chuyên dẫn một cái chương trình gì đó ví dụ như bây giờ cái cô mà giới thiệu bán hàng thì cái cô đó cũng gọi là nữ trù bố rồi ta mà nữ trù bố là cái cô à, nữ phát thanh cũng được rồi, cô nữ phát thanh béo phì vui vẻ ta mà đây là ngoại cỡ là ngoại cỡ là sai lớn nếu đối với quần áo À, còn nếu đối với người mập quá thì ngoài cỡ khoai lơ là vui vẻ như vậy là khoai lơ thờ ta mà nữ trù bố thì dịch là cô nữ phát thanh viên hay cô nữ phát thanh béo phì vui vẻ sau đây xin mời các anh chị và các bạn chúng ta vào nội dung của bài nhé trước hết xin mời các anh chị và các bạn nghe mình đọc trước một lần để xem mọi người nắm nhiều không rồi sau đó chúng ta sẽ giải thích

但是他觉得胖也可以很漂亮，很快乐。现在他的工作是女主播，在网上卖大码衣服。他说：“大码女孩不好买衣服，他们有时候不想去商店买衣服，所以。” sư thì đó là nội dung chi tiết của bài sau đây xin mời các anh chị và các bạn nghe mình giải thích nội dung chi tiết nha Trung của quảng Shenzhen, tức là cô thiên thiên sen sen là cái tên Shenzhen là thiên thiên À, hoặc là chị thiên thiên người quảng đông trung quốc à, từ thiên này à, có nghĩa là cây cối xanh tươi rậm rạp um tùm gì đó cũng là từ xén này và à, cái tên của mấy người nữ là tên thiên là cũng thường dịch cũng thường lấy cái từ này đây rồi như vậy người nữ nào mà tên thiên thì mình dùng từ này nhé chứ không phải là thiên là trời hay là sen là ngàn mà nó dùng từ xén này đây rồi À, thiên Thiên là người Quảng Đông Trung Quốc. Chí nạn ở sự sư năm nay 24 tuổi. khá xèo tới sữa hô chú hình thang. Chị ấy lúc còn nhỏ thì đã rất mập rồi. Xèo tới sữa hô chú hình phang. Rất mập, rất béo gì đó, rất ú. Sen trai dù liễn bài chín rung. Xen trai là hiện nay từ dù ngay chỗ này không phải là có đâu. Mà có nghĩa là khoảng. Liễn bài chín là 200 cân, liễn bài chín trung là khoảng 200 cân. Cân của Trung Quốc thì chỉ có nửa kg của mình. Như vậy là liễn bài chín trung thì khoảng là 100 kg thôi. À, 100 kg. Hiện nay à, khoảng 100 kg. Tha na sử hồ, chị ấy nói lúc đó, yin quê tha thai phăng, tức là lúc còn nhỏ đó, quê tha thai Bởi vì chị ấy mập quá Dù y xe rỉnh bố xì hoan tha Dù y xe rỉnh là có một số người Bố xì hoan tha Là không thích chị ấy Bố xì hoan tha Tan sư tha ta Nhưng mà chị ấy cảm thấy Phang về khứa dĩ hình phèo lên Mập cũng có thể rất là xinh đẹp Hình khoai lơ rất là vui vẻ mà nhưng chị ấy cảm thấy là mập cũng có thể rất là đẹp và cũng có thể rất là vui vẻ. Xin tại, tha thờ cung nữ trụ bố. Xin tại, tha thờ cung công việc hiện nay của chị ấy là nữ phát thanh. Có nghĩa là cái người làm cái gì đó trước ống kính thì có thể là dùng cái từ trụ bố này hết. Nữ trụ bố là nữ phát thanh. Còn cái phát thanh viên, nữ phát thanh viên ở trên đài truyền hình á, À, phát thanh viên là porjin duễn. Porjin duễn là phát thanh viên ở trên truyền hình ví dụ như à, là trên radio chỉ chuyên về những cái tin tức rồi này nọ đó là porjin duễn còn nữ trù bố trù bố đây tức là những người bất cứ họ cung cấp thông tin gì trên mạng đều có thể gọi là trù bố được hết rồi công việc hiện nay của chị ấy là một nữ phát thanh trai hoàng sang là ở trên mạng Mai ta mà y phu là bán những cái quần áo ngoại cỡ Tức là những cái quần áo mà sai rất là lớn Quần áo size lớn ngoại cỡ Tha số là chị ấy nói Ta mã nùi hải là những cái cô gái mà bị béo phì Những cô gái mà quá mập ngoại cỡ á Bùa hảo mài y phu Không dễ mua quần áo từ hậu có nhiều nghĩa trong đó có một cái nghĩa là rụng di phu rụng di mài y phu những cô gái mà quá mập á, thì không dễ mua quần áo có nghĩa là thì khó mua quần áo tham minh dù hô có khi họ mua xèng suy xăng đi ăn mài y phu không muốn đi cửa hàng để mua vì nhiều khi đi rất nhiều cửa hàng nhưng mà không có cái size như to như họ mập như họ cho nên là thăm minh dù hô suy xăng đi anh mài phu có đôi khi họ không thích đi cửa hàng mua đồ và nhiều khi đi ra ngoài họ cũng cảm thấy mắc cỡ ví dụ vậy sổ so gì tha cho nên chị ấy trai sư phiền lì ở trên màn hình ở trên clip sư phiền là các cái video clip á băng ta cha là giúp mọi người di phu rồi mặc thử quần áo như vậy là cho nên chị ấy mặc thử quần áo giúp cho mọi người tức là chị ấy mà mặc vào để cho những cái người mà bị béo phì khác người ta xem À, cho người ta xem người ta cảm thấy được thì người ta mua rồi số gì tha sư phiến ta cha sư vô sư là mặc thử chiêu nẫn à, như vậy thì có thể giúp mọi người mài tao bổ số thay y vô mua được những cái quần áo tốt những cái quần áo vừa ý hài lòng cũng được bổ số có nhiều nghĩa chiêu nẫn thì có thể giúp cho họ họ là những người béo phì đó đó mà to là mua được của số di giúp là những cái bộ đồ hài lòng mình có thể dịch như vậy thì đó là nội dung chi tiết của cái phần này phần 69 này sau đây xin mời các anh chị và các bạn đọc theo mình một lần nhé có những câu nó hơi dài một chút thì không thể ngừng lại được chúng ta cũng cố gắng đọc cho xong xin mời nào 中国广东的芊芊今年二十四岁，她小时候就很胖，现在有两百斤重。她说那时候因为她太胖。 有一些人不喜欢他。但是他觉得胖也可以很漂亮、很快乐。现在他的工作是女主播。 在网上卖大码衣服。他说：“大码女孩不好买衣服，他们有时候不想去商店买衣服，所以他在视频里。” vừa rồi là mọi người đã đọc lại xong bây giờ mời mọi người nghe mình đọc lại một lần với tốc độ nhanh hơn một chút để mọi người luyện nghe mọi người nên nghe nhiều lần có thể không nhìn lên màn hình khi nào nhường diễn rồi thì chúng ta bắt đầu

现在他的工作是女主播，在网上卖大码衣服。他说：“大码女孩不好买衣服，他们有时候不想去商店买衣服，所以他在视频里帮大家试穿衣服，就能帮他们买到不错的衣服。” Và đến đây thì kết thúc phần 69 của chương trình Học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Chúc cả gia đình an lành vượt qua mùa dịch bệnh này. Xin chào mọi người.